Hold up. Hi 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 hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bu Quan đây và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn thời cổ đại. Ok, thì ở tập trước là chúng ta đã hoàn thành xong cái gì ta? Cái lò nung mà làm mình tốn cực kỳ nhiều thời gian luôn. Đây, cho các bạn xem đây, cái lò nung Hibachi thì bây giờ mình vẫn chưa làm luôn. Mình nghĩ là cứ để nó vậy đi, y nguyên như vậy đi, không cần phải chỉnh sửa gì cả, mặc dù là nó không có đẹp. Ok, thì bây giờ chúng ta có thể nung được cái glue rồi. Và mình có không một cái thông báo muốn chửi thề luôn. Đó là không hiểu tại sao mà trong lúc mà mình đang chơi thì mình bị một con creeper nào đó nó nổ một cái mất hết đồ luôn các bạn. Là có nghĩa là đồ đạc không kiếm lại được luôn. Mình tìm mãi cái khu này cũng không kiếm lại được luôn. Nhưng mà mình đã cố gắng tạo ra lại những cái cây này. Và mình cũng đã có siêu thoát cho cây này của mình. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ làm gì thì mình cũng đã cày cuốc cái kiểu. Rồi cho bò ăn cái kiểu và cũng đã lấy được khá là nhiều da bò. Thì các bạn đợi mình một tí, hiện tại là mình cũng không biết là mình đang cần làm cái gì nữa. Không, tôi không làm stock đâu. Mitty là 4, Garden, Spring, thôi chắc tôi làm cái Spring, Cucumber. Ok. Làm cái, bây giờ hiện tại là làm cái gì 4 đây, từ 4, 3, 4, Mitty đi. Ok. Rồi, vậy là đủ rồi. Và mình cũng đã bị mất hết giáp dũng các kiểu rồi. Và mình cũng đã có da bò. Thì hiện tại tập này chúng ta sẽ làm gì thì các bạn cứ đợi mình một tí nha. Rồi, tiếp theo là mình cần một ít ơi, tao cần cái này chứ tao không cần cái này. Đúng rồi. Tiếp theo là mình cũng không cần một số thứ linh tinh các kiểu. Mình nghĩ là nên đi chặt cái cây gì đó để mình đi lấy gà. Bên trong đây như có stick mà phải không? Có không? Ok, ở trong đây có stick rồi, chúng ta không cần lấy. Rồi giờ là tập này chúng ta sẽ làm một cái bộ lạc luôn. Nói chung là mình là cổ đại rồi, mình sẽ cố gắng làm một cái bộ lạc ở đây. Nó dạng như là người khỉ luôn. Rồi chúng ta sẽ có cái mod đó là Ten. Đây, chúng ta sẽ có cái mod tên là Nomadic Ten. Ten. Ok. Xin lỗi các bạn. Ở đây chúng ta sẽ làm những cái như là đây, những cái liều tích liều lý tưởng các kiểu. Thì để làm được nó thì ở đây là có 3 mức, đó là small yacht. Thì cái này là nhỏ, cái này là vừa và cái này là lớn. Thì để làm được nó thì chúng ta cần những cái 10 carvats. Thì để làm được cái 10 carvats thì chúng ta lại có cần lông cừu. Thì mình cũng đã chuẩn bị cái lượng lông cừu đã đủ rồi. Xin lỗi các bạn nha, không biết hôm nay giọng mình có bị cái vấn đề không. Thì mình biết là các bạn rất thích sinh tồn thời cổ đại. Nhưng mà mình thấy dạo này ít ai ủng hộ á, cho nên là mình cũng gọi là lười ra. Cho nên là mong các bạn đừng quên like và chia sẻ nhiều vô để mình có động lực mình làm thêm. Thì mình đã thu hoạch rất là nhiều cái cây vải để mình lấy rất là nhiều lông cừu. Oh shit, như tôi lỡ làm lộn cái gì rồi. Oh shit, quăng đây, kệ nó đi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ quăng cái này vào ở đây. Rồi, mình đã có một lượng lông cừu đáng kể rồi. Và bây giờ là mình cần stick để chúng ta làm hai cái một số thứ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi. Thì tập này cũng không có gì nhiều á. Mình định giới thiệu cho các bạn cái mod bộ lạc của chúng ta. Và mình sẽ làm mình sẽ xây dựng một cái bộ lạc bông ru. Bộ lạc bông ru của mình. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có từ. Bây giờ mình sẽ cho hai cái này, chúng ta sẽ có một cái đống content carvet này luôn. Từ để mình bỏ hai cái ra, mình cần 24. Sau đó có 24 thì mình cần lại là ok, quăng vào đây 6 cái và mình cần mấy cây gậy. Ok, mình cần 3 cái wood. Thì sau khi có 3 cái wood, mình cần ở đây có bàn chế tạo không? Ở đây không có bàn chế tạo các bạn ơi. Vậy thôi để mình đi vào bên trong làm đi. Không biết bên trong có đủ bàn chế tạo không. Ok, bên trong có đủ bàn chế tạo.
thì ba cái miếng wood wall này có nghĩa là cái bức tường chúng ta sẽ được cái small wood, nhưng mà mình không sử dụng cái small và mình sẽ sử dụng cái lớn luôn các bạn. Thì chúng ta chỉ cần thêm cái này vào. Chúng ta chỉ cần thêm ba cái kia thôi. Và bây giờ là mình sẽ thêm thêm hai cây gậy nữa. 1, 2, 3, đúng không? Ok, 1, 2, 3. Sau khi có ba cái này, mình đặt cái wood vào, chúng ta sẽ lên medium. Rồi vậy là tiếp theo mình cần là 1, 2, 3, 4. 4 cái này được một cái bức tường. 1, 2, 3, 4. Ok, sau khi được 4 cái này rồi, trời ơi, hết lông cừu của tôi luôn, làm cái. Ấy. À đúng rồi. Ok. 1 2 3 4. Và sau khi được cái này mình sẽ lên cái extra luôn. Và mình cần một cây búa để chúng ta xây dựng, thì mình đã chuẩn bị sẵn hai cục sắt rồi và một cái này và một cái lông cừu. Ok, mình cần thêm một cái này nữa, sao mà nó tốn hết vậy? Nó tốn quá đi. Hai cục sắt của chúng tôi. Không. Mình cần cái gì? Cái búa, một cái gậy trên đây nữa. Rồi. Sau đó là chúng ta đã có đủ cái lượng lông da bò rồi đó hả? Tiếp theo chúng ta sẽ tới với một cái bộ lạc tiếp theo, đó là da bò. Thì trong cái lượng da bò này thì hình như, để mình kiểm tra xem coi còn không. Mình nhớ là mình chuẩn bị rất là nhiều. Ok. Ok, ở đây cũng có một lượng da bò đáng kể và chúng ta sẽ tiến hành thôi. Ở đây chúng ta cần tới là, ở đây cũng có ba cái bộ lạc, đó là TB, bộ lạc Yurt và bộ lạc Beduni đó. Rất là khó đọc ba cái bộ lạc gần gũ các kiểu. Thì để làm được cái bộ lạc này thì chúng ta làm cái loại rộng luôn hả? Không biết đủ làm cái loại rộng không. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái nhỏ trước. Wow, cái loại nhỏ nó cũng tốn kém vải ông ơi. Lấy hết một lượng ra luôn. Lấy một lượng ra luôn. Ok. Và bây giờ là chúng ta sẽ cho vào một cái này. Cái này. Cái này xong, dư quá trời luôn các bạn. Và chúng ta đã có thêm một bộ lạc màu xanh lá. Thì trước tiên là bây giờ mình đi ngủ cái đã. Còn bộ lạc thứ ba nó vẫn sử dụng lông cừu nha các bạn. Nó vẫn sử dụng lông cừu, cho nên là mình đang sợ là chúng ta không đủ lông cừu đây. Trời ơi, nó sử dụng lông cừu kìa. Để chạy về. Ở đây còn. Nhưng mà chúng ta lại thiếu gậy các bạn nghe. Và chúng ta, mình cần phải chạy đi lấy một lượng gậy rất là kinh dị mỹ luôn. Ở đây mình cũng có gậy nè. Ở đây hết gậy rồi. No. Ok, để mình đi xem. Chắc là như đó cũng đủ rồi, kể tí nữa đi. 242 gậy. Để kiểm tra trong gương nữa. Thì bây giờ mình cần uống một ngụm nước. Ok, sau khi uống một ngụm nước rồi mình sẽ chạy vào đây kiếm gậy coi. Ở đây không có một cây gậy gì luôn. Ở đây không có luôn. Ok, thôi kệ tí đó đi, vì bây giờ mình bật cái này lên lại cái. Rồi. Đó. Sau đó là mình có một lượng này. Sau đó quăng vào đây thì mình cần cái này. Ở đây chúng ta cần tới là 6 cái mới được một cái small Bedouin gì đó. Thì ở đây chúng ta có 16 cái. Mình sẽ đặt như thế này. Đây, được cái small. Sau đó là được cái medium. Và cuối cùng là mình còn thiếu một ít nữa, cho nên là mình quăng một ít lông cừu vào. 1, 2, 3. Chỉ đôi. 1, 2, 1, 2. Và cuối cùng là cái thằng này. Medium chúng ta sẽ lên màu xanh lá. Ok, vậy là cuối cùng mình cũng đã làm đủ rồi. Và bộ lạc thì mình sẽ để ở 4 hướng. Sau đó là chúng ta ở giữa là một cái gọi là một cái nhánh. Ok, mình sẽ đặt ở đây. Và sau đó là mình cần một cái búa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây. Chúng ta chỉ cần click chuột phải để nó bắt đầu xây thôi. Thì các bạn thấy nó bên trong rất là nhỏ phải không? Một lát các bạn sẽ thấy cái sự hư cấu của cái bộ lạc này. Cái bộ lạc bông ru. Mình sẽ gộp ba bộ lạc lại thành một liên minh. Ok. Một cái bộ lạc bông ru gì đó. Đọc ngược lại là Buron đó. Buron á là đập Buron đó. Ok, và cuối cùng là chúng ta vẫn có thể làm được cây này, nhưng mà cây này thì nó khá mắc. Thì cây này nó chỉ cần click một cái chuột phải là nó sẽ xây hết cho chúng ta luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình không đủ lượng vàng, cho nên là mình sẽ sử dụng cây này trước. Cây này nó rất là rẻ, nhưng mà nó cũng gọi là không có tốn kém gì nhiều. Ok. Không có
nó tốn thời gian chúng ta một ít thôi, nhưng mà không sao. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ leo lên trển. Rồi à, các bạn xin lỗi, đợi mình tí à, mình tắt cái này cái. Ok, và tiếp theo là cái búa đâu rồi? À, cái búa này nhớ vẫn có độ bền nha. Sau khi xây xong, chúng ta đã có một bộ lạc. Và mình sẽ đo... từ từ. 1, 2, 3, 4. Ở giữa đây sẽ là một nhóm lửa rất là to. Và mình sẽ đi ra đây là... 1, 2, 3, 4. Ở đây mình sẽ đặt thêm một cái bộ lạc nữa. Bum. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành. Tiến hành thôi các bạn nghe. Tiến hành thôi. Và mình sẽ xây. Và mỗi bộ lạc nó đều tượng trưng nha. Bộ lạc này là hả kiểu hả, nó sử dụng da bò, da heo các kiểu. Nó giết hại gia súc. Nhưng mà nó lại có những cái biểu tượng như là mặt trời nè, mặt trăng nè, rồi trái đất nè, và cái vùng mà cái gì ta, cái là địa ngục nè. Ở đây là hình ảnh, những cái hình ảnh của người da đỏ, bộ lạc các kiểu. Ok, mình cần phải xây gấp. Đó. Sau khi có bộ lạc xong thì mình sẽ vô từng bộ lạc cho các bạn xem. Thì các bạn thấy là trong... Từ từ. Thôi, chặn vậy cho nó an toàn. Mất công lát nó chặt luôn bộ lạc của tôi là chắc tôi chết. Chắc tôi buồn thối ruột luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ leo lên đây và chúng ta sẽ tiến hành xây tiếp thôi các bạn ơi. Rồi. À, coi bên trong trước đã. Vào bên trong. Bên trong là cũng không có gì để xây hết rồi. Xong hết rồi. Ok, còn cái này. Sau đó là cái này. Ok, chúng ta chỉ còn lại cái đỉnh nóc thôi. Cái bộ lạc này nó hơi cao một tí nhưng mà không sao. Cái túp lều của cái bộ lạc này. Nó chỉ có mỗi mình là chủ của bộ lạc à. Nói chung là mình là hả trưởng làng, cầm đầu băng nhóm ở lộng mà bộ lạc bông ru. Ok. Xong. Và tiếp theo là cái bộ lạc cuối cùng, đó là bộ lạc Z. Ok, mình sẽ đặt hướng này. Thì hướng này nó sẽ bị ảnh hưởng với cái thang máy cho nên mình sẽ đặt hướng này. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục đi. Ở đây 1 2 3 4 đặt ở ngoài đây. Rồi. Yeah, đây mình để đủ rộng để cho nó ở giữa, mình sẽ làm một cái nhóm lửa to to. Thì hiện tại mình chưa biết làm cái nhóm lửa như thế nào cho nó đẹp. Thì bây giờ chúng ta cũng không có cái campfire gì. Cái campfire này nó nhỏ quá làm mà chắc trong tương lai chắc làm nó không có kiểu, nó không có đẹp hơn. Rồi, thì chúng ta sẽ phải ngồi click chuột phải để nó xây thôi, biết sao giờ. Rồi, thì cái bộ lạc này nó là một cái mình nói nôm na nó là một cái kết giới rất là an toàn cho chúng ta, tránh những con quỷ điên khùng, cái gì đi, mấy con điên khùng khùng đi, nó ra là vậy đi. Rồi sau khi là nó lên mấy cái tre làng lũy các kiểu rồi, nó sẽ bao giấy lại, bao lông cù lại. Thì hai bộ lạc sử dụng lông cù, còn bộ lạc này là sử dụng da. Mình thấy là da nó cũng dai vãi luôn á các bạn. 1 2, ok, để mình leo lên đây. Trời ơi, ba bộ lạc thôi đi hết mình gần nửa cây đậu bền rồi. Không được rồi. Và sau khi mà xong hết ba bộ lạc rồi, mình sẽ tiến hành đi vào ba bộ lạc. Thì trước tiên là để mình cạp một ít trước đã. Rồi sau đó mình đi tìm một ít nước. Rồi mình sẽ bắt đầu vào từng bộ lạc. Thì bên trong bộ lạc nó cũng chả có gì cả, nó chỉ là hôm mình chưa có nói ra, mình sẽ cho các bạn hả tò mò. Ok, tò mò. Và mình cũng có dự định là sẽ dựng những cái hành, những cái công trình quy mô trong những cái bộ lạc này. Trước tiên thì mình sẽ vào cái bộ lạc này. Nói chung là ba bộ lạc này nó đều liên kết với nhau trong một cái kết giới. Thì mình sẽ vào cái bộ lạc này trước đi, bộ lạc da bò. Ok, sau khi vào được bộ lạc da bò thì chúng ta sẽ thấy là ở bên trong nó rộng, phải không? Rồi, ở đây là có một cái rất là hay nè. Cái này bằng... À, bây giờ mình chặn cái là hả, nó chặt rất là ghê. Nó không cho chặt luôn. Nó chỉ cho mình sống ở trong đây thôi á hả. Ok. Nó không cho đập luôn các bạn ơi. Vậy thì làm sao mà mình sống ở bên ngoài đây? Mình phải tìm cách sống ở bên ngoài. Ok, thì hiện tại là mình sẽ cho các bạn xem bên ngoài nó như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì ở đây nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì ở đây nó là một cái thế giới khác.
À, ở đây nó cũng không cho mình lấy luôn. Loại đất này là đất sện, vậy là mình đã bị giấu trong một cái kết giới này rồi. Ok, không sao, không sao. Và mình sẽ bắt đầu xây sàn các kiểu. À, những cái loại đất đá này không được đập. Nhưng mà để cho các bạn không tò mò thì mình sẽ gian lận ở đây một tí. Tại sao? Để cho các bạn xem bên ngoài nó như thế nào đây. Nó không cho tôi ra luôn. Ok, để mình thử đập một cái ở bên dưới đi. Tại vì cái loại đất này nó khác. Ở đây mình rất là xin lỗi tại mình gian lận. Mình sợ các bạn tò mò nên mình muốn cho các bạn xem cái bên ngoài. Thì cái loại loại đất này là loại cái đất của cái mod đây, bên ngoài đây. Thì chúng ta đã tới với một cái phần gọi là sky block. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ thả lại vào và mình sẽ về lại. Mình không biết là những cái bộ lạc kia nó có liên kết không, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ra. Nhưng mà trong lúc đó thì mình sẽ lấy thằng này lại và mình sẽ đặt một cái glow stone vào đây. Rồi, sau đó là mình sẽ trở về cái bộ lạc đó. Rồi, ok, đi thôi. À, vậy là mình đã ra về thế giới khác rồi và chúng ta sẽ tiến hành vào cái bộ lạc trong đây. Thực ra nói bộ lạc cho nó sang thôi chứ cái này là túp lều lý tưởng đó các bạn. Ô, tại sao mà nó có rollstone mà nó không có gì ta? Ok, để mình đập cái này gộp nó lại là được chứ gì. Đấy, an toàn. Thì cái này vẫn không chặt được nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem bên ngoài. À, ok. Mình sẽ cho các bạn xem bên ngoài. Thì bây giờ mình rất là xin lỗi, mình phải gian lận một tí. Ok. Thì bên ngoài nó vẫn có liên kết lại với những cái tại vì cái map này là The Void chứ không phải là thế giới thường. The Void thì ví dụ mình sống ở bên ngoài coi nó có mất máu không? Hình như là không. Không các bạn ơi. Khi chúng ta ở The Void thì nhiệt độ nó vẫn rất là bình thường. Nhiệt độ của cái thế giới này nó rất là bình thường. Nó không có cái gì lạ lẫm cả. Ok. Để có gì nó xảy ra không? Không có rồi. Mình sẽ trở về. Thì ở sau cái tập này mình sẽ có một cái hỏi ý muốn hỏi các bạn là các bạn có cho mình làm như thế nào để ra khỏi được cái thế giới dạng như là mình sống được. Mình sẽ gian lận, mình đập bể cái gì đó để mình làm mình muốn sống ở thế giới này. Tại vì thế giới này Skyblock nó không có lắc cho lắm. Đó, FPS nó tới tận 600 lần. Nhưng mà nếu mà các bạn không cho thì cũng không sao. Thì mình các bạn nhớ để lại bình luận cho mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái lều cuối cùng. Đó là cái lều này. Thì bây giờ mình xin phép. Không không, mình vẫn giữ đi. Rồi mình xin phép mình đi vào đây. Đây là một cái lều tấp lều đập bể luôn rồi. Ok, thì chúng ta vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài. Vậy là ba cái bộ lạc nó sẽ liên kết với nhau. Đây. Nó sẽ liên kết và nó rất là kiểu nó rất là đẹp luôn. Mà ở đây mình sẽ xin ý kiến các bạn là có cho mình ra bên ngoài The Void này sống không. Nếu mà cho thì mình sẽ gian lận, mình đập bể để làm cái đường nói tiếp những cái bộ lạc lại với nhau. Ok, vậy là xong. Mình đã có một cái ý kiến xin các bạn rồi. Thì các bạn nhớ bình luận cho mình nha. Bình luận nhiều nhiều nha mấy đứa. Ok, và tiếp theo là bây giờ mình sẽ bích cái loại đất này lại và mình đặt cái loại đất này vô. Và mình sẽ về lại cái chế độ mà không bao giờ gian lận nữa. Ở đây có kiến lửa, thì kiến lửa hình như là làm bằng cách nào đó chúng ta có thể làm ăn. Đây, kiến lửa chúng ta có thể ghim con kiến lửa để ăn thì phải. Nó ghê vậy đó các bạn. Fire ant. Fire, đây con kiến lửa đây. Nhưng mà ở đây nó không có cho ghim. Nó không cho ghim con kiến lửa. Ok, không sao. Rồi, mình sẽ tiến hành làm cái lửa chạy thôi các bạn. Hiện tại là mình vẫn chưa biết làm cái lửa chạy như thế nào cho nên là bây giờ chúng ta đi ngủ trước đã. Sau khi tốn một lượng ok. Sau khi tốn một lượng lông cừu với lại da bò thì mình đã nhận ra mình chơi rất là ngu. Không có được cái gì lợi ích cả, nhưng mà thôi thì mình vẫn muốn chia sẻ cho các bạn cái mod này. Và tiếp theo là mình còn dư một ít thời gian thì chúng ta sẽ xuống cái vành đai chết chóc để chúng ta đi đào một tí. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có mở đường cho cái vành đai. Cho nên là bây giờ thì tôi đang rất là khó chịu vì không có một số thứ gì đây. Rồi thì mấy cái bộ lạc này mình sẽ đặt một cái gương. Có nên không? Có nên không? Các bạn đợi mình một tí. Ok, ở đây không có gương.
nhưng mà ở đây có gỗ. À, có gỗ thì nó sẽ có gương. À quên, tôi sao tôi ngủ giờ tự nhiên chặt bằng tay không chi. Trời, trong khi đó có máy chặt mà ba nội. À, nhưng mà cái respawn của mình nó có vấn đề rồi. À, hôm qua trời mưa nó làm gãy cái respawn đầu tiên của tôi rồi. Bây giờ sao đây? Ok, thì các bạn đợi mình một tí, chúng ta sẽ làm một cái respawn. Cái respawn nó lại cần cái redstone lam. Thì bây giờ mình hết vàng rồi. Oh fucking shit. À, chết tôi rồi. Ok, thì tạm thời mình mượn đỡ. Ơi. Ok. Nó bị gãy hết luôn rồi. Lấy luôn cái này luôn. Thôi khỏi rồi. Mình sẽ đặt cái đồ cắt nẻ ngoài đây cho nó gần đi. Sau đó là chúng ta sẽ có cái đồ cắt. Trời ơi, đúng là sử dụng cái sức gió của cái cối xay gió này nó cùi bắp ghê luôn. Nó sử dụng sức nước là không bao giờ bị hư cả. Luôn luôn được sử dụng. Đứng bậy là chết tôi với bà nội. Bây giờ mình phải chịu. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Cho nó nằm thôi. Rồi. Oh no. Sao mà tôi chơi ngu quá vậy? Ok. Vậy chúng ta phải làm bằng tay không như vậy rồi. Không sao. Mình gước là... Ui, sao lại có cái đống này? Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Vậy là chúng ta đã có một lượng gỗ rồi. Ok, để cạp hai cái miếng stock ở một miếng stock và một bình nước vào. Rồi sau đó chúng ta đã có một lượng gỗ cần thiết rồi, mình sẽ làm một cái gương. Rồi mình sau khi làm một cái gương xong rồi, mình đặt mấy cái món đồ mà liên quan tới cái bộ lạc như là cái này refresh lại cho nó, bỏ lông cù các kiểu, bỏ này vào. Rồi và bây giờ mình sẽ đi lấy đá cuội và tiến hành làm cái đường path, có nghĩa là mấy cái ven đường cho cái ngôi làng này. Thì ở đây chúng ta có một lượng đá cuội rất là nhiều và mình sẽ làm cái đường đi là 3 x 3 x 3 x 3 x 3. Rồi ok. Ơi tao đâu có cần thân quý. Rồi tiếp theo là bây giờ mình sẽ làm cái này. Thì ở đây 2 thôi á hả? 2 thôi cũng được, nhưng mà từ. Thì trước tiên là chúng ta làm ở đây trước. Có nên không? Làm đường này đi. Ok. Và tiếp theo là ở đây. Đường 333 này là ngon. Đường 3. Ok, và tiến hành xây đá cuội để chúng ta có đường đi trong một cái khôi ngôi làng đẹp đẽ, sạch sẽ và mát mẻ. Ok, các bạn đợi mình một tí nha. Và cái thời gian của cái video này cũng đã hết rồi, nhưng mà sẽ cố gắng làm luôn cái khúc này. Ok, khi nào làm xong rồi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Và mình sẽ tự động đặt cái ven đường ở trong tập sau, bỏ mấy cái thang đi tôi không cần. Ở trong tập sau luôn, ở trong thời gian của 2 tập không cần luôn. Rồi chỉ cần như vậy. Rồi ok, tới đây thôi. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you and bye bye. Peace.